Phúc Hà về phía Hòa An. 100 mét nữa rẽ trái vào Sơn Tùng. Rẽ trái vào Sơn Tùng, sau đó rẽ phải vào An Dương Vương. Nó đi lên trên. Đã thế thì nó ở trên này. Nó ở trên này.
chưa? Có lỗ chó này. Nếu vậy thì phải vòng ngược lại lên dịch lên trên kia này. Quay lại thích xe rồi, đúng không? Qua nhìn thấy chó thì dịch quay đầu xe lại. Anh đậu xe đây được không? Đậu xe ô tô đây được không? Tôi xe đi. Thằng ô tô bên này nó đậu này khó có người. Ngồi yên đấy, ngồi yên. Đậu xe rồi đã. Không có cái.